đi nước tắm rửa đứng ở đây đây. Đúng rồi, đây tắm rửa đây. Trời ơi. Thời gian tới mình có lo rằng là mình không có tiền mà đi sanh em bé không? Không có tiền. Mà mình có lo không? Lo sanh em bé ở trong nghỉ à. Em hỏi là mình có lo là mình không có tiền để mình vô bệnh viện mình sanh không? Không biết nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng đang có mặt tại huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Và phía sau lưng như cô bác quý anh chị thấy, đây là một xóm làm nghề chài lưới. Những năm qua thì nguồn lợi thủy hải sản ở khu vực Việt Nam thì cũng còn khá là cạn kiệt. Cũng như lúc trước Bùi Hồ cũng có chia sẻ về tình trạng đánh bắt trái phép ở Indo rồi bị bắt, do tình hình hải sản ở Việt Nam cạn kiệt rất là nhiều. Hiện nay thì cuộc sống của cô chú cũng đầy rẫy sự khó khăn. Có người thì đi làm công nhân ở Sài Gòn, có người thì lại làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy. Và ngày hôm nay trước khi tìm hiểu về xóm này thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị về câu chuyện hai vợ chồng, hai người con, và người vợ hiện nay cũng mang thai, không có tiền sanh nở. Người chồng thì những ngày qua thì phải đi biển rồi, và hiện nay tình hình biển cũng khá là động. Và ngày hôm nay thì mình cùng vào trong để tìm hiểu về cuộc sống của hai vợ chồng anh này ha. Nên cô bác quý anh chị, do tình hình triều cường lên á thì cái nền ở đây nó cũng khá là thấp, nên việc nước nó lên nó ngập lúng ở đây hết à. Cô chú ở đây đa số là hiện nay không còn bám biển giống như ngày xưa với cái nghề là đánh bắt xa bờ nữa, mà một phần lớn cô chú anh chị ở đây chuyển sang đi làm công nhân ở Sài Gòn. Và hiện nay thì tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam thì cô bác anh chị biết á, làm ra đồng tiền cũng khá là khó khăn và vất vả. Một số người thì có cha mẹ già nè, có con nhỏ thì phải trụ lại ở đây, ai thuê gì làm nấy. Và thậm chí là cô bác anh chị thấy một cái hàng rau kế bên không, đây là trồng để mình có thể là mình sử dụng hàng ngày. Ở đây có nhiều rất là nhiều loại rau, và cái dàn rau này á là phải làm cao lên vì nước mặn nó tràn lên á, nên là nữ là phải làm một cái dàn cho nó cao cao lên và trồng ở trong đây đủ loại rau để mà sinh sống. Đây nào, bước qua đây nha cô bác anh chị, đi xa xa tí xíu nha Một Đồng, đây để cho thấy cái nước ở đây nó lên nè. Dạ dạ, qua đây nè, có nhà của anh này nè, cũng được một người dân địa phương giới thiệu thông qua kênh của mấy anh em đó. Đây cô bác quý anh chị, đây là một cái ngôi nhà được dựng một cách khá là tạm bợ từ những cái cây tràm, những cái mái tôn và những cái tấm bạc. Thưa cô bác quý anh chị, những cái tấm bạc, và có một cái tấm bạc mà Bùi Hồ thấy rất là mới luôn, chắc có lẽ là do mưa dột rất là nhiều nên là nửa tấm bạc này được dựng lên sau một thời kỳ mưa gió. Và hiện nay thì ở khu vực này thì cũng đang giống như áp thấp nhiệt đới á, vô đây cũng khá là sợ luôn, đúng anh Một Đồng? Đây là một cái nền đất ha. Ở trong ngôi nhà này thì không có gì cả cô bác quý anh chị. Đây một cái tấm bạc mới nè, được hai cái giường khá là cũ kỹ. Nền thì nền đất hay cô bác quý anh chị. Đây. Dạ, em chào chị. Em chào chị. Mẹ muốn đụng bây giờ nè. Hai đứa nghe người dân nói thì hai bạn này là bị chất độc. Dạ vô đây anh em nhờ anh hay là một cô nào ở gần này, dân địa phương mình, vô đây giới thiệu giùm với. Lăng. Anh Lăng. Lăng đúng rồi. Lăng năm nay nhiêu tuổi rồi? 60. Cái hoàn cảnh gia đình của chị với lại vợ chồng người con cái như thế nào Lăng? Nói chung thì hai chồng thì bệnh hết, bệnh cũng như là chất độc cho cam đó, giờ nó khổ lắm mà nó sao mần mướn là đồng nào hay đồng nấy, khi tiền xài còn không biết luôn mà nó khổ vậy. Mà giờ hai đứa con nhau nhút mà còn gần xanh nữa. Chị mình đang mang thai hả? Đưa mang thai cũng hơi còn khoảng tháng nữa là xanh rồi đó. Bây giờ không tiền không bạc. Trời ơi đồ đạc kìa, kinh khủng lũ khủng. Chắc đồ đạc này người ta cho hết quá. Trời ơi trời. Chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 3, 4 gì đó. Để giao tiếp được với chị thì phải thông qua anh Lăng. 32 tuổi, còn anh chồng của chị á? 30. Dạ biết rồi, ý em hỏi là chồng của chị này nè. 30 tuổi. 30, nhỏ hơn chị 2 tuổi. Bé này nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. 4 tuổi. Con bạn này tên gì? 30. Như Ý Như. Đang mang thai một bé nữa. 3 tuần nữa là sanh. Rồi có tiền đi sanh nở gì chưa? Chưa. Trời ơi, mần đồng nào ăn đồng nấy chú ơi. Trời. Bạn này là 6 tuổi hả?
6 tuổi mà chưa có đi học nữa. Chưa được đi học đó. À, đâu có tiền đâu cho đi học đó. Cô bác quý anh chị thấy cái giường nè. Chị có, cái tấm chiếu này cũ nha. Mod này là từ một cái tấm nệm mà nó hư cái phần da. Ừ, rồi, tháo ra, rồi. Lót lên sử dụng đỡ. Cái mụn nè. 2 vợ chồng là chồng có bị không bệnh gì? Bị bệnh nhưng mà chưa có làm giấy được. Chồng bị bệnh gì à? Bệnh cũng bệnh y chang như vậy luôn nè. Nhưng mà bây giờ hiện giờ nó bị tai nạn là người ta mà đi biển người ta đâm nó là bây giờ sức khỏe nó chỉ còn có mất tiêu hao 58% rồi, còn có 42% là sức khỏe thôi đó. Bị rồi, giám định của bác sĩ đó. Rồi mấy ngày nay rồi đi làm rồi sao? Đi làm thì cũng đau nhất ra, cũng có khi đau nhất nhưng mà cũng gắng làm, không có làm thì đâu có cho vợ cho con sống đâu, cũng gắng đi. Đánh bắt gần bờ hay là xa bờ anh Lăng? Xa bờ. Xa bờ hả? Cũng xa, cũng cách khoảng gần, xa cũng gần thôi chứ chắc khoảng ra khoảng 10 mấy lý, 20 lý trở lại à. À, 20 lý trở lại. Ừ, đúng rồi. Rồi mấy ngày mới về một lần? Khi một nửa tháng, 20 ngày, rồi có lúc 10 ngày, tháng không chừng nữa. Lúc có nhiều thì ở lâu, còn nó phát hiện vô sớm lắm. Mỗi lần vậy là được bao nhiêu tiền? Có khi chuyến đi vô nhiều thì cũng được vài triệu, còn không có thì vài trăm vậy. Một tháng trời á. Một tháng là vài trăm ngàn thôi. Ví dụ một tháng á, ví dụ mà có đồ nhiều thì được vài triệu. Ừ, nhưng mà không có thì có vài trăm ngàn là vô rồi, vài trăm ngàn rồi thôi. Ừ. Nguyên gia đình chỉ có cây quạt này thôi. Đúng rồi, chỉ nhiều sống vậy thôi. Rồi là vợ thì ở nhà chăm sóc. Đúng rồi, chăm con còn không xong. Chăm hai đứa con với lại một cái bụng bầu, còn chồng thì làm được nhiều thì hay nhiều. Đúng rồi, nhiều sống nhiều rồi đó. Dạ, nên là nên đó. Nhà cô bác vòng vòng nó cho thêm nữa chứ đâu có bằng đâu đủ sống đâu. Ví dụ người cho cái này, cho cái kia, này kia gạo thóc, này kia nước mắm rồi hôi, người cho ít. Rồi em không biết là nước lên thì sao? Nước lên thì ngập lên đây vậy nè, nước lên là ngập gì, gần ngập vạt này luôn. Gần ngập cái vạt này luôn hả? Gần ngập luôn đó, đúng rồi, lên tới đây luôn. Ôi trời ơi. Nước lên ngập thanh vườn đó đó. Nước lên ngập cái vạt. Ngập tới thanh vườn vậy luôn. Ngập tới thanh vườn luôn. Tới đây luôn. Ờ, ngập tới đó luôn đó. Rồi xuống nhau lên vạt. Rồi xuống nhau là ở đây, khi nào nước mới lên? Cái nước gông á, nước gông 30 á là nó mới lên. Rồi cả tháng tháng là tháng này chứ là tháng 9 tháng 10 này là nước gông nó lên. Rồi thấy nước lớn mà lúc nào mà dông bớt nhiều là nó tràn lên nè. Dạ, mấy ngày nay là có tràn lên không? Có lên đường lộ đó đó, chú thấy đi bị lại. Dạ. Lúc mà đoạn đường mà Bùi Hồ với anh Một Đồng đi là bị bánh xe ngập nước khoảng nhiêu nè. Dạ, còn ví dụ như là chiều nay trong ngày hôm nay nó có lên nữa không? Bật đêm lên. Tối lên hả? Tối nó mới lên. Bữa nay là 3-4 đêm. Tối đêm nay, tối hôm qua nó vẫn có lên. Đêm hôm này có lên nữa. Lên 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 nhiều. Lên nó không có ngập. Ví dụ một năm nó lên ngập cái này khoảng chừng 2-3 lần nữa thôi chứ không có nhiều. Còn bình thường thì nó cũng cả nó lên cũng vừa ngập ngập xếp xếp thì lưng lưng ở dưới. Trời ơi. Ngôi nhà này là toàn là tấm bạc không à? Đúng rồi, tấm bạc tạm bỡ chứ thôi chứ là tôi nó chơi nó mục hết trơn rồi. Tôi là mục hết à? Ngôi nhà này là cất lâu chưa chú? Mấy năm rồi, 5-7 năm rồi. Ba cái thiết á, lợp nó mang mục lắm, ba cái thiết bây giờ. Nên nhà này là của chị luôn hay sao? Cái này là của nhà nước. Của nhà nước hả? Đất của nhà nước là của ở đó thôi chứ. Đất thì đi biển rồi. Đuổi là lúc nào đuổi chứ đâu có nhà cũng chỉ ở đậu thôi. Ờ đúng rồi, ở đậu nhà. Đi biển rồi. Có nghĩa là đất này là của nhà nước cũng đã có quy hoạch rồi. Đúng rồi, có quy hoạch. Khổ quá thì cất ở đây ở đậu thôi chứ đâu có sửa chữa gì được đâu, đúng không? Đâu có cất kiên cố được đâu. Phải cất kiên cố được thì nói gì. Hay quánh đồ cũng mới nè. Trời ơi trời. Dạ. Ngôi nhà này các năm 6 năm mà sống là có mấy trăm ngàn, chồng đi biển rồi sao sống? Không mẹ làm sống mà cũng gắn cho mẹ cha rồi mà cho đánh chơi. Cô bác vòng vòng nó thấy khổ quá thì người cho ít này kia vậy đó. Hai đứa bé nhìn kháo khỉnh ghê á. Đứa 4 tuổi chưa biết nói chuyện hả chị? Bập bẹ, không biết bập bẹ, nhỏ đó thì nó bập bẹ thôi. Có dấu hiệu của bị thấy nó mẹ đánh bây giờ đây nè, thấy như vậy. Hai đứa này thấy tốt lắm mà không biết sao, nó lớn sao. Để hỏi bé thử à. Con tên gì? Con tên gì nói cho chú nghe, con tên gì? Như Ý hay Ý Như? Con tên gì? Ui. Sao nói con tên gì? Con tên Như Ý. Bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi có đi học không? Dạ không. Sao không đi học? học đi xa cái cạn lờn anh Đồng ha. Đây cô bác của anh chị dây điện nè,
cái cây trụ của điện nè. Còn đây, đây nè. Cái này là để thao rửa chén rồi ha. Cái cây này cây tràm dựng lên để gắn ổ điện thôi. Cái điện nó tràn trên đầu. Cây đó là cây mắm á, mắm người. Cây mắm. Có được nồi cơm điện, đây là nồi gạo á. Thạp gạo đúng rồi. Lu gạo, lu gạo. Qua là sao tí xíu. Qua là sao đây? Dạ ra sao đi anh Lăng. Nhổ vườn nhổ ra đi bác hai. Bếp ga. Ở đây cũng đâu có điện gì đâu. Sử dụng cái phao á. Cái phao của cái lưới á. Phao lưới rồi. Rồi cắt ra để làm cái ống đũa. Ống đũa, ống muỗng đúng rồi. Rồi đây là một cái bếp ga nhỏ nhỏ. À, đứng ở đây nè, cái này nấu mà bật lửa lớn quá, cái trên này chắc nó quéo luôn quá. Đúng rồi, chắc quéo quá. À, bật quá thì nóng chứ. Hôm nay là không biết ăn cơm gì đó. Cá ngát chứ anh đi làm về hay là xin người ta cho ở đây miệt biển mà. Cho chưa làm nữa. Đây là lu nước với cây nước nè. Đây, bên sau này. Bên này đó, rất chỗ qua bên kia luôn rồi. Đây, chỗ này là chỗ tắm rửa đó mà gì đây nè. Nè đây nè. Trời ơi trời, đây khu sau này. Ồ đây là nhà vệ sinh hả? Cái này chỗ tắm rửa đó nè. Đúng rồi, cái tắm rửa vệ sinh đây luôn quá. Đúng rồi, vệ sinh đây luôn. Trời ơi tắm rửa vệ sinh. Nè cái máng xối nè để hứng nước mưa nè vô cái lu nè. Ở đây là đi nước tắm rửa đứng ở đây đây. Đúng rồi, đây tắm rửa đây. Trời ơi cái này nhập lần khỏi tắm luôn. Nhập thì đâu tắm được đâu, nếu mà gặp nước gông mà lên rồi thì nhập này linh láng hết trơn luôn, giấy nhà còn ngập luôn. Cái tấm bạc mà không được là lặn luôn kìa, tắm rửa ở đây là chị ở phụ nữ rồi không có an toàn tí nào á. Đúng rồi, ở ngoài này thì mà bị rừng mắm không, nói chung thì nếu mà ai mà gình thì thấy thì phải bó tay thôi. Đây nè, cái tấm này nè, cô bác của anh chị thấy không? Cái tấm chiếu, cũ quá tận dụng lại, che cho nó kín đáo. Che, đúng rồi, cũ quá sách đi che. Tấm chiếu này đối với một số người á là xài sử dụng 1 năm 2 năm bỏ đi rất, mặc dù còn rất là lặn. Nhưng đối với gia đình của chị gì? Chị Diễm. Chị Diễm, còn anh tên gì? Anh ấy Hận. Anh Hận. Hận. Gia đình của chị Diễm với anh Hận á thì đây là để sử dụng để dừng lại nè cô bác của chị đó. Nè ở dưới này là anh một đồng quay nè. Từ những cái tấm bao của thức ăn nè, rồi từ những cái miếng ván nè, rồi từ những cái miếng bạc mà miếng simili á, ta lót cũ á. Kìa bên kia kìa. Này là chắc tối có chuột rồi vô quá anh. Đúng rồi, có đó, có chuột, cũng có chuột nó vô nó phá dữ lắm, chuột nó vô nó phá dữ lắm. Đồ mà để nãy chuột bò vô luôn ăn luôn quá anh Lăng. Đúng rồi, nếu mà để bao gạo dưới là cắn banh á, đâu có đâu dễ gì, chuột dữ lắm à, chuột con nào nó bự bự vậy nè, dữ lắm. Trời ơi trời. Bạn cái miếng lu xu đó để ý. Cái gì đây? Đây nè, đây là cái tủ lạnh nè. Tủ lạnh nè. Đúng rồi. Trời ơi. Mua nước đá bỏ vô. Mua nước đá bỏ vô cục nó uống. Tủ lạnh. Tủ lạnh của người nghèo. Mua tủ lạnh đâu, mua cục đá bỏ nước đá vô, mua cục từ đá dục cho uống. Thì cái đó là mình thay thế tủ lạnh này đi. Mua nước đá dục cho uống đó. Như thay thế đó mà. Mua đá để vô có đem mực vô dục vô đó nó muối luôn. Tủ đá dục nó muối luôn chứ có tủ đâu mà muối. Anh một đồng đứng xa xa tí xíu để cho mọi người thấy rõ cái phòng khách với là phòng ngủ ha. Đằng trước gian phòng khách anh trước là một cái giường. Ở đây đây là một cái phòng ngủ là cũng là một cái giường thôi. Mẹ đánh đòn con bây giờ này Ý Như rồi. Ý Như. Rồi thời gian tới mình có tiền mình đi sanh không? Chưa có tiền nữa. Hiện nay là mình còn được nhiêu tiền? Còn ngàn nào đâu. Hả? Không còn ngàn nào hết trơn. Chồng đi biển thì mới có tiền thôi. Chứ không có tiền. Rồi mấy ngày nay tiền đâu chị sinh sống? Đi vòng mẹ mới xuống mới mua. Ừ. Đúng đây. Rồi không có tiền đi sanh luôn. Không. Ngồi xuống Ý Như nhí. Nghe mấy anh nói là hôm trước là mình bị động thai một lần hả? Đúng rồi, mới bị động thai. Mới đi nhập viện rồi, bữa đó mới bớt, mới bác sĩ mới cho về. Động thai mới đi Cà Mau mới về mấy bữa rồi. Nằm ngoài hết mấy bữa. Nằm ngoài mấy bữa, mấy bữa mới về. Sơ sát một sống lưới anh Đồng ha.
khổ quá. Chỉ chăm chờ vào người chồng đi biển về mới có tiền để. Nhưng mà hiện nay là cái tình hình là biển của mình là nó cạn kiệt lắm, đi cạn kiệt lắm. Đúng rồi, ít lắm, đi không có nhiều. Nhằm khi lỗ tiền dầu luôn đúng không? Đúng rồi, có ghe ra lỗ luôn. Nên là nữ là bạn đi biển chung là cũng đâu có chia nhau nhiều. Đúng rồi, ghe lỗ làm gì bạn có tiền chia nhiều. Tao đã không như ý vậy nè ha. Yeah, chủ chúng rồi mới có bạn, không có chia nếu mà khác rồi. Đây là một trong những cái tình trạng mà Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng muốn chia sẻ trong những cái đoạn clip như thế này. Hiện nay tình hình thủy hải sản ở Việt Nam khá là cạn kiệt. Một số người thì lại đi đánh bắt trái phép ở Indo hay là Malay á, cũng bị bắt ở tù bên đó như mấy anh em chia sẻ. Rồi những người mà bám biển ở Việt Nam thì đi ra thậm chí là không có tiền về, vợ con sanh nở leo nheo lóc nhóc như thế này nè. Là rất là khó luôn. Đẩy con chó đi. Bây giờ ở đây thì mẹ mày có cây mà. Đa số giờ đi biển bây giờ muốn bỏ đi Bình Dương, thành phố đi làm công nhân là nhiều lắm, đi hết cũng hết luôn chứ còn số ít ra bám biển thôi nhưng mà người sống qua ngày thôi chứ không bao giờ dư nổi. Mà giờ nó gần xanh rồi đó mà giờ nhà không có đồng xu nữa mà gán chuyến này đi biển về coi có không thì tháng tới nó xanh rồi, còn tháng nữa là xanh rồi. Rồi trong những lúc mà biển động mà anh không đi biển được thì hai chồng làm gì để sinh sống hả chú? Thì là nằm nhà chịu thôi, cha mẹ anh em cô bác cho được nhiêu ăn nhiêu vậy thôi chứ đâu có không có nó không có làm gì hết. Vì nó đâu có biết gì nó làm, như nó bệnh đó rồi nó không biết gì hết trơn á. Rồi có ai kêu phụ cô bác chú gì kêu phụ thì phụ rồi thôi chứ không có làm, nó đâu có đi làm mướn đâu, chỉ có đi biển không chứ không có làm gì hết. Ngoài ra là không làm gì hết. Cũng, nó cũng không được đầy hộp rồi giờ cũng vậy đó. Giờ không biết làm gì hết, thì nhà lo mấy đứa con còn không xong nữa. Chỉ mà nên nó đi được nhiêu thì sống nhiêu vậy đó. Có khi thì vô thiếu hộp rồi. Bà con xóm Việt mấy cô bác gần gần đây nè, cũng cho người cái này. Có nghĩa là nguyên cái xóm của mình là hỗ trợ lẫn nhau. Đúng rồi. Người có đi biển về có được gì thì cho đó. Có được 5.000, 10.000 thì hỗ trợ sang kẻ với nhau. Có cá thì cho cá nó ăn vậy đó. Mình ta có rồi ta cho. Ngáp kia hai. Nhìn thấy thì rất là sót, kể cả một làng chài khi mà nghe tới nơi đây là cô chú thương hai vợ chồng này hết mình. Nhiều khi đi vô được là có gì để giúp cho cái đó, mình thấy cũng rất là sót và động lực. Khi mà đến đây thì hai anh em mình đào cho hai con thương lắm. Hai anh em là phải đi đoạn đường phải nói rất là vất vả. Con đi từ thành phố xuống đây hả? Dạ không, con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ bây giờ thì con không biết là như tình hình của anh Hận với chị Diễm thì hỗ trợ thì như thế nào là nó. Tại bây giờ đất thì sửa nhà sửa lại không có được. Đúng rồi. Rồi, cái đó... rồi hai vợ chồng cũng không có xài điện thoại luôn đúng không? Có anh chồng nó có xài. Có xài nhưng mà đi biển là sống cứ chập chờn vậy. Đúng rồi. Và bây giờ chỉ có nước mà không biết sửa nhà là sao luôn. Tại đâu có đất đâu. Thế chứ đó. Tao cho mày té đó nè. Đúng rồi, chưa có đất để làm nhà. Bây giờ nhà nước bây giờ nó cũng có khu dân cư nhưng mà nó chưa có được cái gì hết trơn. Nghe nói gì không biết chừng nào mới có. Ăn lo em lên. Ở đây là cô chú mình dòng dòng xóm này chắc khổ cũng nhiều hả? Đúng rồi, cũng còn đi làm mướn không mà không có làm gì hết trơn. Gần đây toàn đi làm mướn, làm biển thôi, không có làm gì hết. Đây gần như là giáp cửa biển, là một trong những cái ngôi nhà mà cuối cùng của đất nước Việt Nam luôn. Đúng không chú? Đúng rồi. Đây là ngay chỗ là đất mũi luôn á. Không, cái này là chưa hết đất mũi, còn xa nữa. Đất mũi ở dưới kia nhưng mà ở đây là nó giáp biển luôn, nó nằm ở một cái hướng khác. Đúng rồi, giáp biển, cái khu du lịch Hòn Đá Bạc ngoài đó đó. Có nghĩa là rất nghèo, hai vợ chồng rất khổ cô bác anh chị. Cái này thuộc về, nó nằm về xã đảo đó. Xã đảo? Xã đảo. Nhưng mà bé tròn trịa nhìn dễ thương ghê á. Bé ở trong bụng là trai hay gái chị vậy? Trai hả? Vậy là có thêm một nặng con là con trai nữa rồi. Rồi xong là xong thêm bé trai nữa là có sanh nữa không? Sanh hả? Nghỉ rồi hả? Thời gian tới mình có lo rằng là mình không có tiền mình đi sanh em bé không? Không có tiền. Mà mình có lo không? Lo sanh em bé ở trong nghỉ à? Em hỏi là mình có lo là mình không có tiền để mình vô bệnh viện mình sanh không? Không biết nữa. Đừng có ý Như.
cũng như không có tiền cha mẹ lo. Ui, chứ nó đâu biết gì đâu. Cha mẹ nó hỏi nó cũng như không biết, nó bệnh gì á. Chị mấy anh chị em? 6 anh em. Anh em nhiều ha? 4 gái 2 trai. Nhưng mà đa số đều cũng khổ hết à. Đúng rồi, khổ. 4 gái 2 trai. Đó là dâu tuổi. Anh Đồng không muốn nói lời nào, thấy cảnh này anh thấy như thế nào? Thấy xót quá. Mình thấy cũng rất là ngẹn ngẹn lời. Vậy mới là cục gian. Chỉ muốn hỏi chị một câu là hồi trước kia là mình không có đủ để mà lo cho hai bé nữa, mà mình nghĩ như thế nào mà mình để thêm một bé thứ ba hả chị? Có bầu có hay đâu. Vậy hả? Có bầu trộm. Có bầu không hay. Rồi tới chừng nào mình mới hay? Ta mua cái que thử rồi nó dính rồi mới hay, rồi mới có bầu có hay đâu. À, rồi chấp nhận mình để luôn. Để luôn. Chứ thật ra là nhìn thấy rất là xót. Nhưng mà chị có một cái tính nhân văn là để cho nó đỡ bé luôn ha. Bây giờ nè. Thưa với cô bác anh chị là hiện nay là tình trạng của chị á là phải một mình là chăm hai đứa bé và kể cả một đứa bé ở trong bụng nữa kìa. Anh thì coi như là bị một cái tai nạn lao động, tai nạn thì mất sức lao động. Rồi cái trạng thái thần kinh của anh thì nó cũng không được ổn định cho lắm. Và cuộc sống hàng ngày thì trông chờ vào cái việc mà anh đi biển thôi. Vô vàn khó khăn, sắp tới là đẻ, thời gian tới là anh cũng phải chăm chị rồi không biết có tiền đâu luôn á. Đẻ đau em thì sao? Bây giờ em sẽ để gửi tiền cho chị có nhận được không? Được, được. Mẹ gửi mẹ nó. Gửi mẹ ha. Ui, mẹ quýnh đòn hai chị em bây giờ đây nè, hai đứa ơi. Hôm nay em với anh Một Đồng có dịp về đây á, ghé thăm trước mắt là chia sẻ về cái cuộc sống của chị Diễm. Hôm nay thì không có gặp anh Hận nên là nữ là không biết là chị có biết tiền không, thì có thể là anh hai chú để gửi cho hộ thay mặt cho chị Lộc Quyển ở Úc á. Gửi cho chị. Gửi cho bà chồng. Cô là mẹ chồng hả? Cô vô đây đi cô. Lại trời, hồi hai chị em mày hồi bị tao đánh mà. Cô là mẹ chồng hả? Cô hiện nay làm cái công việc gì? Làm bướng, làm thê vậy đó hả? Chứ không có... Cô năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay năm 8 à. Nhà cô ở đâu? Ở đậu vậy đó chứ không có... Cũng ở đậu luôn phải không? Đậu mình mỗi lần ở với con rồi giờ khổ quá đi mà ở đậu. Nói ra cô muốn khóc luôn kìa anh. Rồi sau thời gian tới rồi có lo tiền cho con dâu của mình đi sanh không? Dạ. Không bằng ra tiền đâu. Dạ. Không có bằng ra tiền. Rồi tiền đâu đi sanh nở cho con dâu của mình, cháu ngoại của mình, cháu nội mình. Thì cũng nhờ con đi mặn. Có thì là lo, không có thôi. Sao nói chuyện mà cô lại muốn khóc vậy? Giờ mẹ quýnh đòn bây giờ nè hai đứa ơi. Ông giờ mẹ quýnh đòn hai chị em bây giờ. Cho con không khóc á? Cái cây đâu rồi? Cái cây của mẹ rồi. Thấy con nó tu nghiệp. Tội nghiệp. Cô có những gì, những lời nào mà khó nói thì cô, hôm nay cô nói đi cô. Có thể tụi con hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ. Dạ. Thì mấy chú hỗ trợ được thì đằng này rất cảm ơn. Chứ giờ cô không biết sao giờ nói. Nói hồi cô mũi lòng á. Cô muốn khóc à. Chắc có lẽ là clip khá là dài, anh em mình sẽ tâm sự ở một clip sau nha anh Một Đồng ha. Sẽ chia sẻ cái câu chuyện về một cái xóm lưới này ở một video clip sau. Và anh em chắc chắn là sẽ ở lại tại đây để chia sẻ thêm nữa. Để tại vì đoạn đường đi rất là xa để cho cô bác anh chị nhìn tổng thể về một cái bức tranh của một cái xóm lưới mà ở thời điểm hiện tại nguồn thủy hải sản cạn kiệt là như thế nào. Hôm nay thì con đến đây thì con thay mặt cho mạnh thường quân là chị Lộc Quyển ở Úc á, gửi cho chị Diễm, vợ chồng của chị Diễm 2 triệu để mà hỗ trợ đi sanh. Do là chị không có nhận được á nên là nữ là cô giữ giùm con, mỗi lúc khi mà chị đi sanh nó có hỗ trợ là tiền viện phí hay là gì giùm con ha. Mình thường quân với mấy chú rồi xuống đây để hỗ trợ cho vợ điện thoại của Nguyễn chị Diễm đó. Thì cô cũng là mẹ và cô cũng rất cảm ơn. Để mình để nhìn về tổng thể về cả một cái bức tranh về một xóm lưới nghèo ngay tại vùng đất mũi này á, thì cả một cái câu chuyện dài. Và sẽ còn một clip về một anh đang bị tai biến nằm ở trong nhà một nát ở ngay tại xóm này luôn. Các anh em sẽ chia sẻ ở video clip sau. Rất mong sự ủng hộ chia sẻ để cho cô bác anh chị có thể mọi người có thể chung tay nhau
để hỗ trợ được một phần nào đó. Ít ra thì cho sớm cũng được qua những cái lúc khó khăn như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.